25 giờ trong số phát sóng tuần này, người đàn ông gần 80 tuổi cùng người bạn đồng hành là chiếc xích lô của mình sẽ chở những câu chuyện thú vị gì đây? 7 giờ 30 sáng, ekip của chương trình có mặt tại gốc cây Bồ Đề, khu vực trước cổng chùa Pháp Hoa, quận 3. Và đây là nhân vật của chương trình. Tôi tên là Trần Hữu Lý, phố Quảng Ngãi. Nhà tôi là có 7 người, bây giờ còn lại 5 người chắc. 3 gái, 2 trai, cái gì cũng anh hai không à. Hơn một đời người lam lũ với chiếc xích lô chỉ để nuôi mẹ già. Bởi lẽ với ông, tiền của thì kiếm lại được, nhưng cha mẹ mất đi rồi thì không. Chưa kịp trò chuyện thì ông Lý nhận một cuộc điện thoại từ khách hàng. Rồi. Hôm nay ông Lý được mối quen gọi điện nhờ chở cổng hoa cưới tận Tân Bình, băng qua hết đoạn đường này rồi lại đến con hẻm kia. Có hôm khách gọi chở hàng từ quận 3 sang tận quận 7, ông Lý cũng không màng huống gì vài ba cây số. Chưa đâu. Vậy thì phải đạp tiếp thôi. Nghe không qua con. Ôi lấy không qua. Con ấy chà chà, nhầm nhà rồi ông Lý ơi. Con qua rồi. Bây giờ mình chở cổng hoa cưới này đi về đâu ạ? Bây giờ đi về cách mận sớm nhưng có ba ông xã. Chú quen rồi thì chú không có vậy, không có gì đâu. Chú quen rồi chú làm được mà. Chú quen. Chở cổng hoa cưới như chở niềm vui đến cho mọi người. Với ông chỉ cần có công việc, có tiền thì vất vả mấy cũng không ngại. Giữa cái nắng 33 độ, mồ hôi như đang ướt đẫm áo, và những vòng xe kia có vẻ như đang chỉ chậm lại vì ông Lý đã thấm mệt. Cái chỗ chưa đậm phạm á, đấy chú nằm ở đó, cái xe xích lô chú nằm đó đấy. Chú ơi chú trả hàng cho tụi con được không? Thế chú nói ừ, mười mấy năm rồi em. Nhiều khi bọn chị bán cái hàng, nhiều khi có cái cổng hoa đó khách gọi bất chợt, đôi khi tối gọi bất chợt mình gọi chú, sáng gọi bất chợt chú, cho nên chú mới nói chứ phải ở đây chưa gọi như vậy thì chú giữ khách cho chú, cho nên chú mới nói chú ở lại, chú không có dám đi về quê. Chú nói đi về quê rồi mai mốt con gọi người khác thì ai làm cho, rồi chú lại mất cái mối này, nó tội nghiệp chú lắm. Ở thành phố của mình cũng có rất là nhiều chú chạy xe ba gác hoặc là xích lô như vậy, nhưng mà tại sao mình không gọi những người đó? Thì kiếm một người trung thực và thật thà rất là khó. Đâu phải chở hàng cho chị, chú còn chở đồ này kia, chú còn phải kiểm tra đồ khi đi bao nhiêu đồ, chú phải về kiểm tra bấy nhiêu đồ về nữa. Có những lần nào mà chị muốn chở hàng nhưng mà chị gọi qua cho chú không được không ạ? Có chứ, nhiều khi chú ở tai chú bị lãn á, chú nghe không có được á, đâm ra nhiều khi gọi hoài mà chú không có nghe. Nếu mà chú không được thì chú gọi lại. Chúc chú là cứ có nhiều sức khỏe để làm việc, người ta coi như là giống như là nuôi bản thân. Bản thân biết cần kiệm, năm 1960, ông Trần Hữu Lý xa quê vào thành phố Hồ Chí Minh gom góp tiền mua được chiếc xích lô khoảng 700.000 đồng. Từ đó, chiếc xích lô là nguồn thu nhập chính của ông. Mới đây, ông Lý được Quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ tặng chiếc xích lô mới. Đó là món quà mà ông có nằm mơ cũng không thấy được. Giờ chú không bao giờ mua nổi cái xe này. Mà mua làm gì đâu, cái xe kia thì nó cũng còn chạy được mà nó cũ quá rồi. Lâu lắm rồi con đi xài xích lô phải không? Dạ đây là lần đầu tiên con đi xích lô luôn đó chú. Con thấy chú cười tươi quá à, mà không biết là chắc là hồi còn trẻ là chú cũng đẹp trai lắm hả chú? Khang tâm mừng như vậy đâu. Bây giờ là chú tính là mình sẽ đi về lại khu vực nào ạ? Về chỗ chùa Pháp Hoa. À, khu vực chùa Pháp Hoa. Chùa Pháp Hoa, chùa Pháp Hoa, chùa Lê Văn Sĩ cầu cầu đó. Chú là anh hai trong gia đình. Đúng rồi. Cái gì cũng anh hai không. Vậy thì bao nhiêu lâu rồi chú mới về quê một lần? Rồi ví dụ như là chú là anh hai rồi dỗ chạp chú ít về rồi sao?
có khi làm về hai lần. Vô giọt lớn rồi về cũng có. Đi ra vô biết sao chứ. Vợ chú là đang ở đâu ạ? Cũng ngoài đó luôn. Mà ba có nhà riêng. Sao mình không về chung một nhà mà mình phải ở riêng hả chú? Nhà mình ở chứ. Về ghé thăm bà được rồi. Nhưng mà vợ chồng chú có giận hờn hay là xích mích gì không? Bà tậu lắm. Bây giờ sợ cho mình về tậu lắm. Không có thiệt thà, nó thôi ngay ngay vậy. Nó chính xác lắm. Chú đi làm ăn xa như thế này nè, sao cô không có về chăm sóc bà thay chú hả? Về thăm bà thôi. Chứ mà có em gái vừa chồng có ngày sống mấy tuổi đầu nuôi bà. À nó nuôi bà sao đi vậy? Dạ. Chú ơi chắc chú mệt rồi, mình ghé chỗ nào mình nghỉ xíu rồi mình đi tiếp được không ạ? Ghé nghỉ đâu, nghỉ cái chỗ nào đâu. Tại con thấy chú mệt quá này, chú có cần nghỉ. Mỗi năm về quê 2-3 lần với ông Lý, đó không phải là dịp ông về để nghỉ dưỡng vài hôm, mà là về để lo dỗ ông bà tổ tiên, lo thuốc thang cho mẹ già và em gái. Có lẽ với ông Lý, điều hạnh phúc mỗi ngày của ông là nhận được nhiều cuộc điện thoại chở hàng mới đủ để ông lo ngần ấy việc. Chú đạp xe nhiều như thế này rồi, chú có sáu múi không? Thể dục quá hả? Đúng rồi. Có chứ. Chú một kia đi tập cơ đô hay lắm. Họ thường nghĩ tập 2 năm mấy cây đô bây giờ, phải lắm. Vậy là bây giờ chú còn nhớ cái chiêu nào không ạ? Nhớ chứ. Chú nhớ rất rành. Mình né và tránh, chứ không đánh người ta. Tức là mình có võ để mình phòng vệ thôi. Kể thấy mình nhỏ con này, già này, nó cũng hơi hiếp. Vậy đưa con về chùa Pháp Hoa phải không? Dạ. Chùa Pháp Hoa hả chú? Xong rồi đó chú ăn cơm trưa luôn phải không chú? Không chịu ăn đâu con. Là bây giờ mình về đó để mình đợi khách có mối mình để chờ giật khách có mối nha. Được gì con? 386. Phường 14 hả? Qua đằng đó khúc tới rồi mình nhìn mặt thấy luôn. Bình thường á là mà chưa có khách á là chú hay tới chỗ cái cây bồ đề chỗ chùa này để ngồi đợi đây, khách. Đây, ngồi ra ngoài đây chứ đâu đâu. Chú đây thì ngồi đây thì mót nè. Bây giờ chú ở đây thì tôi có xe này là có ông già mới tôi thôi. Đó, thiệt vậy thôi. Sáng giờ là chú chạy được mấy chuyến rồi chú ha? Mà chuyến rồi. Em chứ chiến đó cái rồi chạy cút xe đây nữa rồi cút nữa gần ấy ngoài chiến rồi vì ngay còn 2 tiếng nữa lại khi không nghe thì mình coi số điện thoại mình nó lưu rồi đó mình coi lại có người gọi mình biết thuộc số nó của họ rồi là họ nhắn tin cho mình nữa nhắn tin nữa mình đặt ra mình thấy cái điều đó mãi mốt quay vào kêu lại thôi chứ. Tại vì con thấy nhiều người lớn tuổi á thì họ sử dụng điện thoại chỉ để nghe thôi à chứ họ cũng không biết gọi lại và nhắn tin còn chú thì sao? Con nhận thiếu đó, chú có nhận thiếu công nghệ đó cho nên là chú mình thấy họ giúp đi xài điện thoại thông thường thôi thì sau này cái thông tin công nghệ chúng ra được cái này thấy trong nhiều người hay quá chú mua chú xài chú này chú 16 chú vô này rồi hết như gần 16 chú vô đây. Vô đây cái ở với cái ông gì đó cho học 2 năm nữa khi trung học rớt lính vậy là người gái ta này người gái ngủ luôn cho dây ngủ luôn. Cái tay của chú là bị sao vậy ạ? Tai nạn giao thông. Vậy rồi lúc đó là chú phải chữa trị như thế nào mà bây giờ cái vết thương nó đã lành chưa ạ? Có kỹ nó băng bột về thẳng ấy rồi chú trái lần nữa có kỹ nếu mổ nữa là nó hại cái tay con rồi răng ảnh hưởng cái răng nó sau gì chứ cho dây ngủ. Nhưng mà con thấy là chú cũng lớn tuổi rồi sao chú không về nhà nghỉ dưỡng hoặc là cho con cháu chăm mà phải đi làm như vậy ạ? Đặng dụng tốn ra cái lao động mình chờ hết được mình về hả? Chú có thể về đó. Tụi con của chú là bây giờ nó hơi khó làm hơi khó khăn rồi chi phí con học hành thì nó chú không hiểu được nó không có gì mấy. Mình nhiều lúc nó giữ chú thì thôi bây giờ quay về ba ở nhà con đi rồi con ra cà phê phó với ba nhân hàng. Người ta không về thì người ta làm hết nhậu rồi. Còn ba sáu như tranh thủ ba sáu tới chuyện. Về mà có phải ấy thì vô làm nữa mà không ấy thì ở luôn. Nhưng mà chú về quê là chiếc xe này chú có đem về không hay là chú cho lại cho ai ạ? Chắc cho lại chứ đem về chứ. 10:25 vừa về đến nơi trò chuyện một lát, ông Lý khoái chí muốn ôn lại một vài đường trong môn võ thuật Taekwondo mà mình đã bỏ lỡ mấy chục năm qua. Đang say sưa với môn võ, ông Lý có 2 mối gọi đi chở dàn giáo. Thế là hôm nay ông Lý trúng mánh.
xong hai chuyến hàng cũng đã lỡ giờ cơm trưa, mà với công việc của ông làm việc quên cả cơm nước là chuyện chẳng là gì. Bao nhiêu lâu rồi chú chưa có một cái bữa cơm gia đình ạ? Thì cái Tết rồi hay là ngày rồi mình về đó, chú về thì chú muốn ăn gì rồi chú mua rồi mới ra chút. Nhớ lại ngày xưa mà cô với chú còn ở với nhau á, thì chú thích ăn món gì do cô nấu nhất ạ? Canh chua, uống canh thôi. Cô với chú quen nhau trong cái hoàn cảnh nào và chú nhớ nào cái kỷ niệm nào đẹp nhất của hai cô chú ạ? Hồi đó thì chú vô hôm này, các con hồi đó chú cũng vô đây, thì gặp nhau quen cũng chưa có gì thắm thiết mấy. Vừa có chú trưởng thành rồi, có 5-6 tuổi bắt đầu trưởng thành rồi gặp nhau đi, về quái. Về quái biết sao, cũng về quái lòng không để, nhưng mà về quái bây giờ bên kia bên đó nghe cực quá, bà không gà. Rồi chú buồn vô đây, bà theo vô, nhả vô thầy chứ gặp nhau luôn. Cái kỷ niệm đẹp nhất mà chú nhớ về cái mối tình của chú và cô hiện tại là gì ạ? Ngày 26 tháng 5, ngày 26 tháng 5 số đó, số 7, đó đó. Là cái ngày đó là ngày gì vậy? Ngày hai đứa gặp nhau á. Không biết trong cuộc đời của chú á, cái điều mà chú hạnh phúc nhất là gì ạ? Hạnh phúc nhất thì chú bây giờ chú biết cái giọng nói vậy. Bây giờ chú cần bà già chú còn sao chú trước cái chuyện bà già chú sao hạnh phúc nhất không? Được hồi nào hai ngày đó chú mừng nhất không? Rồi thế chú tôi bà già chú theo cái gì ai cũng được. Làm được nào lo, khỏe mạnh cứ việc lo. Giờ nào mà gọi là bệnh hoạn về quê chứ không có thiếu thứ hết. Khoảng 2 giờ chiều, ông Lý lại lên chiếc xe quen thuộc của mình. Lần này không phải đi chở hàng, mà ông đi đâu ekip của chương trình cũng không biết. Theo hỏi thì ông không trả lời. Theo chân ông suốt một đoạn đường dài mới hay, thì ra ông ra bưu điện gửi tiền về quê. Tôi nhận đủ của chú, chuyện nha chú. Cảm ơn chú. Rồi sang phải không? Hồi đó thì không khí gì chở gì, nhưng bỏ đi dặn là đi đó. Kẹp thì vậy đó, còn ăn uống thì phải lo, còn phải không? Cái đám rồi đám cưới rồi đây nè. Alo, giờ đi đám đâu vậy? Sao vậy? Cứ đi đi từng chuyện, đi gì cho vậy nè. Cô điện đó đưa tới nhà luôn, nó đưa nhà luôn, giờ phải cái đó. Thành phố mùa này chiều nào cũng mưa, biết vậy nên ông Lý chuẩn bị sẵn đồ cho mình. Với ông, đây là ngôi nhà thứ hai mà ông che mưa che nắng. Không lạnh đâu, lạnh gì đâu, mưa ướt mình lạnh vậy là không ướt nè. Trời mưa thì ai về nhà thấy, còn tôi thì về cái nhà tôi ngồi đây vậy đâu, chứ cái nhà đây cái nhà tôi đâu, quần ố nè, mùng mì nè, kem đánh răng nè, đâu vậy thôi, cái giấy những đồ dụng cụ mình có nhăn mà phải có hết. Sự cố bị kì máu mai rồi mình làm cái. Bây giờ là trời mưa cũng nhỏ mà không biết trời mưa lớn không thì mình phải đi trốn. Mưa lớn giờ kia. À. Ở vậy thôi. Cuộc đời tôi thì cũng như là phiêu lưu thôi, mấy chục năm rồi, mưa có, nắng có.
quan tâm giúp đỡ của những người xa lạ đã sưởi ấm cho ông được phần nào. Đâu chú ngồi đây cho bà con hồi cháu. Cho chú lấy sao chế về ra dựng. Cho đồ ăn cũng ngon lắm. Cô bữa cho ông hết gần sau giờ có chia sẻ với chú ông hết luôn. Không có bánh mì thì bánh bao. Tối nay mình ngủ đâu? Một mù ta nằm đây. Hai vui hầm đó. Rồi vậy thôi. Cây cái này lên cái đĩa dài rồi cây nó mòn. Có mời như cái này em luôn ngủ. Vậy thôi. Cái đó chú quen rồi. Tụi bay ngủ khó cho tao thì quen rồi. Bây giờ muốn nhà trọ bây giờ cái xe để đâu? Mình chỉ thu nhập thì thấp. Mà muốn nhà trọ thì cái cửa có cái xe. Không khả năng nếu mà muốn cái nhà ở cho ngon lành. Nhiều người còn cũng thấy còn khổ hơn chú nữa. Giờ thăm mẹ với vợ con vui vẻ thì khỏe mạnh tôi đây cũng là mai cũng bình thường thôi chú có gì chú biết chừng ba nói với các con thế này để chừng cái ngày nào ba lộn nổi đó thì còn lo đó ý ba vậy đó giờ rồi về quê và thôi có chút nữa đường bò dắt ra cho nó ăn rồi đó là điều đó người tôi bây giờ nó thoáng lắm cái cuộc sống này rất tươi đẹp. 22:45 ông Lý chuẩn bị chỗ ngủ cho mình, mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi của phố thị. Như mọi ngày, cứ khoảng 5 giờ sáng là ông Lý thức giấc dọn dẹp, vệ sinh cá nhân, không quên dành thời gian tập thể dục và một ly cà phê cho tỉnh táo. Bình thường là sáng nào chú cũng ra đây uống cà phê hết hả chú? Thì riêng chú là hả chú dậy vệ sinh xong rồi chú ra đây ngồi nói chuyện hồi nguyên tâm sự rồi chuyện đời rồi. Nhớ lại cái thứ xuân xanh chú trẻ rồi già rồi thấy già rồi thấy ngồi chuyện thấy già. Hôm qua con thấy chú chạy xe chú chở hàng nhiều như vậy á rồi hồi tối chú ngủ có mỏi người không? Không có giấc mỏi con thiệt chứ không có. Ngồi cho biết rằng cứ 10 giờ rồi chú có nằm rồi ngủ luôn có chứ gì vậy. Mà thường là chú ngủ dậy là do chú hẹn giờ hay là do có thói quen? Nhất là do thói quen. Một thứ gì nữa là do mấy con bố bị nó la quá. Là nghe cái giờ nó la là mình nghe rồi vậy thôi. Bà giờ khỏe không? Ăn cơm chưa? Khỏe hả? Vậy được rồi bà về vậy nghe. Bà giờ khỏe không? Bà giờ khỏe. Để ra chưa? Giấy à, dưới cô sáng rồi, rồi. Ở đang chờ cô nữa. Ở đang chờ mới này bà giải tôi về nhà bà già. À là bữa nay vợ của chú về nhà chơi. Vì sang bò đó mà. Thôi giờ bà không nhân dịp chúng hết chứ. Nhân dịp chúng hết chứ. Sau khi ghi hình được một khoảng thời gian khá lâu, ekip của chương trình Chuyện 25 giờ nhận được thông tin từ ông Lý thông báo mẹ của ông vừa qua đời. Chấp nhận cực khổ, chấp nhận mưa nắng chỉ để kiếm tiền gửi về cho mẹ. Khao khát lớn lao nhất của người đàn ông này là được nhìn thấy mẹ khỏe mạnh, là mong muốn thời gian trôi nhanh để Tết về thăm bà. Thế nhưng, nỗi đau mất đi đấng sinh thành như đang đè nặng lên đôi vai người đàn ông gần 80 trên chặng đường mưu sinh sắp tới. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình, cũng đã hiểu được nỗi mất mát ấy lớn như thế nào. Chúc cho ông Lý luôn được khỏe mạnh, lạc quan và yêu đời như cách mà ông từng chia sẻ, vì cuộc sống này luôn tươi đẹp. Ở số phát sóng kế tiếp, mời quý vị cùng rong ruổi dọc theo quốc lộ 51 với biệt đội SOS 117 tìm hiểu về hành trình giải cứu đêm khuya, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn. Cùng theo dõi chương trình vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7.